Xin chào cô chú anh chị nha, tất cả mọi người. Nay một buổi trưa, trưa 12 giờ sáng nay gặp cái câu chuyện khá là buồn cười, nên là bây giờ mới chở cái con xe về thì sẵn quay cái video clip đăng lên gấp rút 12 giờ trưa cho quý anh chị tất cả mọi người xem luôn. Cái xe mình mua cũng khá là lâu rồi mà chưa có tiền để chở về bãi về nhà, thì sáng nay thì cũng được mấy chú bác ở chắc ở miền ngoài, thì chắc đâu đó chắc ở miền Trung đổ ra. Đại khái chắc theo mình nghĩ thì chắc Thanh Hóa hay là Nghệ An hay Quảng Bình gì đấy, thì nghe giọng khá là nặng. Thì vào kiếm một con xe Kuta, vào kiếm một con xe năm máy đi với mấy anh thợ. Đây xe đang chạy về đây, đi với mấy anh thợ. Thì mình có giới thiệu một con xe là Kuta M9570. Thì ông chú thấy mình chào con xe này, hỏi xe này mày mua bao nhiêu tiền. Đây con xe đây quý anh chị. Đây con xe này đây. Đó, xe đẹp long lanh luôn nha, chưa rửa chưa dọn. Mâm màu trắng tinh luôn nha quý vị, mâm từ mâm trước mâm sau rất là đẹp. Đó. Hỏi xe này. Xe này mày mua nhiêu tiền? Mình kêu mình mới nói đùa, xe này em mua nó có 280 à, rẻ lắm. Thì anh khách mới hỏi mày bán lại nhiêu tiền, thì kêu bán chứ khoảng tầm đâu đó khoảng 4 ít tí xíu. Kêu sao mày lời nhiều thế, một con máy là sao lời nhiều thế. Nói với ông bạn đi chung là máy trong miền Nam này rẻ lắm, máy thấy bọn nó mua 200 mấy à. Đó quý anh chị coi thử cái xe về 200 mấy rồi kiếm ở đâu ra mà xe 200 mấy rồi quý anh chị. Đây để em quay lại cho quý anh chị coi. Một con xe Kuta M9570, con này là dòng động cơ 5 máy rồi nha, dòng động cơ 5 máy, con này là siêu vip luôn. Máy móc khô ráo từ cầu vọng nhất nhau hơi hám đồ mọi thứ là hoàn hảo 100%. Đó, bây giờ mình sẽ để nguyên rinh nguyên hiện trạng vậy, không sơn không rửa, không làm bất cứ gì hết, để y nguyên vậy luôn, nguyên hiện trạng như vậy luôn để cho mọi người xem dễ nhìn nhận. Con này thì mới đăng kiểm, gọi là mới kiểm định xong. Này là F5095BS tua 2500 Kuta M9570. Đó, nó sơn phủ mấy đầu ốc này mình sẽ chùi ra. Đó, con này là nguyên rinh nha, nguyên rinh nguyên bản hết, đánh bát rửa sạch sẽ thì cực kỳ là mới. Bên trong nội thất của nó cũng như là bên ngoài nó sẽ bị phắn nè quý anh chị. Phắn này rửa ra, còn bên trong của nó trên cái trần nha, trên cái trần thì cực kỳ là mới, trên trần và nỉ nha, da nè, lót sàn nè, có lót luôn cái này nè, ghế nè, cực kỳ là mới luôn. Đó, như một chiếc xe mới vậy quý anh chị. Đó thì con xe quá là đẹp như vậy thì không biết kiếm ở đâu nha, không kiếm ở đâu mà có con thứ hai. Nếu mà đúng ý những cái người mà đi mua xe bãi nguyên rinh nguyên bản, không sơn không dọn không làm hết, cây ti này nó cũng bự hơn người ta nữa nè, ti này quá là bự luôn. Đó thì để kiếm được một cái con xe mà nguyên thủy như vậy thì ngay cả mình là hay đi mua bán, gọi là đi chợ hàng ngày đi quý chị, cho nó dễ hiểu là đi chợ thường ngày luôn cũng chưa bao giờ gặp được nữa, chứ đừng nói là ví dụ lâu lâu quý anh chị vô đây mua mà để kiếm được một con xe mà nó mới như vậy nha. Đó, vỏ lốp nguyên rinh nguyên bản, còn khoảng mà đâu đó khoảng chừng cho nó đậu lâu thì mình tính nó khoảng chừng 70% thôi, đừng có tính nhiều quá thì người ta nói là gọi là cái gì ta, ông bà sư có câu gọi là cái gì của mình thì mình khen á, là câu nói gì dân gian ngày xưa mà mình quên mất. Đó, một con xe như vậy đó, anh khách nói là thôi cao quá không mua được, mà hết cả luôn cái chợ Long An này, có nghĩa là những cái chỗ nào bán máy cày mọi người kiếm một con Kuta M9570 này giá đâu đó khoảng 200 mấy hoặc là hơn 300 cũng được, cũng không bao giờ mà có nha quý anh chị nha. Đó, để kiếm được một con xe rinh như vậy thì không bao giờ có, nên là đừng có suy nghĩ. Nhiều khi cái chuyện mua bán nói là một chuyện, nhưng mà cái giá anh muốn bán là một chuyện nha, anh mua bao nhiêu là quyền của anh, nhưng mà bây giờ cái ý định của anh bán là bao nhiêu, thì nếu mà nó cảm thấy hợp lý thì mình mua, còn không hợp lý thì thôi, chứ không có kêu sao
anh lời nhiều, anh lỗ nhiều cho hay, hay là cho anh không lời ít, hay là lời hai ba chai hay gì đó mọi người. Nó tùy theo ha. Mua bán lái với nhau thì đưa qua đưa lại thì lời đôi ba triệu thì mình có thể mình xử lý được, còn đã về dọn dẹp công cán thầy thợ tất cả mọi chi phí, phí vận chuyển riêng con này không đâu đó cũng khoảng mười mấy triệu nếu mà đi đi về vùng ngoài miền xa. Tại con này nó nặng tới hơn 4 tấn, con này nó nặng là phải bèo gì nó phải là 4 tấn 2, 4 tấn 1 đâu đó là như vậy, nếu mà quý anh chị lên giỏ lớn nữa. Con này số cơ cầu điện nha, cầu điện đó. Mình sẽ quay dở dở dùm cái lưới này được các anh ba, dở cái lưới hông này ra cho mọi người xem mà cùng chiêm ngưỡng thử nha. Tới cái cây bắc bình mà nó còn mới vậy đó, cái cây bắc bình nè. Con này mà nếu như mà mình mà rửa dọn cũng như là lắp gầu sút đồ vô đầy đủ hết thì cỡ một con xe mới mà 9540 nha, mình không so sánh nó với cùng phân khúc với nó thì nếu mà một con xe mới mà 9540 chạy khoảng 1K7 2K giờ đổ lại thì so với một con xe bãi giờ thì không có cửa với con xe bãi này nha, không có cửa luôn. Mở giùm này với ba ơi, mở giùm cái này cái xíu đi. Ây da, đó con này là bây giờ có thể là từ đây đến chiều hoặc là ngày mai đó, anh chị em nào đang quan tâm thì liên hệ với số điện thoại 0966 của mình nha, 588517. Nó chi tiết cụ thể cũng như là chắc đè xuống mới mở được á, đè cabo trên xuống. Đó, dở ra hai bên cho anh quý anh chị coi. Bình rinh theo xe, sơn rinh nguyên con, máy chưa rửa. Máy này là không đụng chạm một cái gì luôn nha. Nhìn cái máy, nhìn cái động cơ năm máy nè, quá trời là đẹp luôn quý anh chị ơi. Từng cái con ốc nè, nó vàng mà vàng. Hỏi là mình tại sao mà mình ít xe nhưng mà toàn là mình sưu tầm xe đẹp, còn không là xe xấu luôn mình dọn nguyên chiếc nha, chứ không có kiểu là xe mà lỡ dở lương ương nha quý anh chị nha. Đó, từng cái bát luôn nè, rất là mới đó, động cơ 5 chấm luôn nha. Đó, động cơ này năm mấy thì cực kỳ nè quý anh chị, lốc lạnh đâu nè, quá là đã luôn. Nó 4 cái quả đèn led thì cabin, cái khung lái cabin bên trong là thấy cực kỳ là ghiền ha, nhất là bình rinh theo xe luôn nè quý anh chị. Đó, nó có nguyên cái dàn khung dàn chân bên này của cái dàn gầu sút luôn, đầy đủ hết luôn. Mình sẽ cho ngâm dầu. Đó, con này nó chảy nước gì mà nó xét xét cái này nè. Đó, nguyên rinh nguyên bản đó, quá là đã luôn ha. Tắt máy cơ, tắt máy điện luôn, đầy đủ hết. Khung gầm nó quý anh chị. Ốc tán này kiếm mấy ốc đẹp đẹp của nó gắn vào đây nữa. Máy móc nguyên rinh khô rang khô ráo luôn ha. Tìm một con xe mà chất lượng như vậy, mâm vỏ sau là 18434, vỏ trước là 12.4-24 nha. Đó, khỏi chê. Cầu nè, quá là đẹp. Mình quá là bức xúc nên là mình vừa về cái là mình quay lên cho quý anh chị tất cả mọi người xem đi. Anh chị nào đang yêu quý mình thì có thể liên hệ số điện thoại 0966588517 nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và cái câu chuyện ngày hôm nay nó khá là buồn cười một tí xíu nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.